Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Danh Tết. Và ngày hôm nay hãy cùng Hà Vy điểm qua những tin nào hot nhé. Cận cảnh tai nghe không dây Huawei FreeBuds Pro tại Việt Nam, màu sắc đẹp mắt, chống ồn 40dB, driver 11mm, công nghệ mới giúp kết nối ổn định hơn. MacBook Air và MacBook Pro mới trang bị chip của Apple sẽ có giá siêu hấp dẫn. Xiaomi ra mắt cục sạc nhanh USB-C 20W giá 115.000 đồng, tương thích với iPhone 12. Anker ra mắt phụ kiện Doraemon dành cho iPhone 12, có cả củ sạc, cáp sạc và đế sạc MagSafe. Tai nghe BlackShark V2 Pro, chơi game tốt, nghe nhạc ổn, nâng cấp hoàn hảo từ BlackShark V2. Năm nay có thể nói là năm Huawei gặp khá nhiều biến cố, tuy nhiên hãng này vẫn cố gắng vượt qua và sau lần ra mắt đồng hồ Watch GT 2 Pro cách đây 2 tuần thì giờ đây họ tiếp tục tung ra loạt tai nghe mới dành cho nhiều đối tượng người dùng. Tai nghe đầu tiên và có thể được xem là trọng điểm ra mắt lần này của Huawei là FreeBuds Pro với thiết kế kiểu nhét tai không dây hoàn toàn. Ưu điểm của kiểu thiết kế này là nó giúp tai nghe được nhỏ gọn, nằm trên tai và không có bất cứ sợi dây nào gây cản trở trải nghiệm nghe nhạc. Huawei FreeBuds Pro có 3 phiên bản màu sắc gồm xám bạc, trắng sứ và đen carbon. Cảm nhận cá nhân thì xám bạc là màu nổi bật nhất và tạo sự khác biệt so với các sản phẩm TWS khác trên thị trường. Hộp sạc được làm dạng bầu với nhiều đường vuốt cong mạnh, tạo sự mềm mại ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo Huawei thì thời lượng pin cho mẫu tai nghe này là 7 giờ nghe nhạc liên tục chỉ với một lần sạc. Khi kết hợp cùng với hộp sạc thì có thể kéo dài lên tới tối đa là 30 giờ. Ngoài việc là sử dụng các nút đệm bằng silicon, tai nghe True Wireless mới của Huawei còn có tính năng là chống ồn chủ động thông minh, nhờ đó loại bỏ tiếng ồn tốt hơn. Theo hãng, FreeBuds Pro là tai nghe không dây đầu tiên sở hữu công nghệ sạc nhanh kép, hỗ trợ cho cả sạc nhanh không dây và sạc nhanh có dây. Với 10 phút kết nối, sản phẩm có thể sạc đến 30% nếu sử dụng sạc có dây và 18% nếu sử dụng sạc không dây. Được biết thì Huawei FreeBuds Pro có giá bán là 4.490.000 đồng. Ở phân khúc này thì hãng sẽ phải đối chọi với nhiều sản phẩm đối thủ khác nhau như Galaxy Buds Lite với thiết kế độc lạ hơn, nhưng mức giá đã có sự giảm mạnh xuống chỉ còn 2.999.000 đồng hay Sony WF-1000XM3 trứ danh cũng có mức giá ngang với nhà Huawei. Sự lựa chọn cuối cùng vẫn là ở khách hàng. Nếu thích màu sắc mới lạ và trải nghiệm những công nghệ mới mẻ thì FreeBuds Pro sẽ phần nào đáp ứng được nhu cầu này. Còn với những ai yêu thích thiết kế vượt trội, thoát xác hẳn thì Huawei có lẽ vẫn chưa làm được. Apple vừa công bố sẽ tổ chức sự kiện One More Thing vào ngày 10 tháng 11, dự định sẽ cho ra mắt những mẫu máy tính Mac trang bị chip ARM tự sản xuất. Theo đó thì MacBook Air 13 inch và MacBook Pro 13 inch sẽ là hai model đầu tiên được trang bị chip ARM tự sản xuất của Apple. Điều thú vị hơn đó là theo một nguồn tin rò rỉ mới nhất thì bộ đôi MacBook Air 13 inch và MacBook Pro 13 inch sẽ có giá bán rất phải chăng. Cụ thể thì MacBook Air 13 inch mới sẽ có giá bán khởi điểm từ 799 đô la Mỹ, một mức giá rất hấp dẫn khi mà hầu hết những chiếc laptop Windows 10 cao cấp hiện nay đều có giá trên 1.000 đô la Mỹ. MacBook Pro 13 inch dự kiến sẽ có giá bán khởi điểm từ 1.099 đô la Mỹ, khoảng 25.277.000 Việt Nam đồng. Nguồn tin trên không cho biết đây là mức giá bán lẻ công bố hay mức giá ưu đãi dành cho sinh viên. Nhưng dù bằng cách nào thì giá bán của hai chiếc MacBook mới đều rẻ hơn khá nhiều so với các mẫu MacBook hiện tại của Apple. Ngoài ra thì Apple cũng sẽ ra mắt một chiếc Mac Pro mới cũng sử dụng chip Apple Silicon. Mac Pro mới sẽ có kích thước nhỏ hơn, chỉ bằng một nửa so với Mac Pro hiện nay và cũng sẽ có giá bán thấp hơn. Việc hạ giá bán sản phẩm sẽ giúp nhiều đối tượng khách hàng có thể tiếp cận, dường như đang là chiến lược kinh doanh hiệu quả của Apple. Không chỉ được áp dụng đối với dòng sản phẩm iPhone chủ lực, rồi đến cả Apple Watch, mà giờ đây Apple có thể sẽ áp dụng đối với cả dòng máy tính Mac của mình. Apple đã quyết định loại bỏ cục sạc và tai nghe khỏi hộp bán lẻ iPhone 12 với mục đích là bảo vệ môi trường. Hãng thậm chí còn áp dụng sang cả các mẫu cũ hơn như iPhone 11 và iPhone SE 2020. Quyết định này đã tạo ra một thị trường béo bở cho các nhà sản xuất phụ kiện bên thứ ba. Cách đây không lâu, ZMI, thương hiệu trong hệ sinh thái của Xiaomi, đã tung ra cục sạc USB-C Power Delivery tương thích với iPhone 12. Và giờ đây, đến lượt Xiaomi cũng cho ra mắt sản phẩm tương tự, đó chính là cục sạc 20W. Cục sạc nhanh 20W của Xiaomi dùng cổng USB-C tương thích với hầu hết các sản phẩm iPhone, bao gồm là iPhone 12. Sản phẩm có giá là 5 đô la Mỹ, khoảng 115.000 đồng và đã bán ra ngày 3 tháng 11. Sạc có thể sạc nhanh cho Xiaomi 10 và iPhone 11, tương thích với nhiều giao thức sạc nhanh và cũng có thể cung cấp khả năng sạc nhanh cho các thiết bị như là Samsung S10, iPad Pro và Switch.
Apple đã chính thức trình làng dòng iPhone 12 vào tháng trước với một quyết định gây tranh cãi, đó là việc loại bỏ củ sạc và tai nghe ra khỏi hộp nhằm bảo vệ môi trường. Điều này cũng có nghĩa là nếu muốn sạc pin cho iPhone 12, bạn bắt buộc phải tận dụng củ sạc hiện có, mua thêm củ sạc nhanh của Apple hoặc là các nhà sản xuất bên thứ ba. Để người dùng có thể lựa chọn một cách dễ dàng hơn, Anker mới đây vừa ra mắt một loạt phụ kiện dành cho iPhone 12, bao gồm củ sạc USB-C, cáp sạc và đế sạc không dây MagSafe. Đáng chú ý là các sản phẩm này đều có thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh chú mèo máy thông minh Doraemon trong bộ truyện tranh cùng tên, trông cực kỳ dễ thương và bắt mắt. Củ sạc nhỏ nhất hình vuông có đầu ra là 20W, có thể sạc nhanh cho iPhone 12 và iPhone 12 Pro từ 0% lên tới 50% pin trong vòng 30 phút. Trong khi đó thì củ sạc cỡ vừa có công suất là 65W lớn hơn, có khả năng sạc pin cho laptop. Sạc đầy MacBook Pro trong vòng 2 giờ, củ sạc lớn nhất có 2 cổng, bao gồm một cổng USB-C và một cổng USB-A. Có thể sạc đồng thời điện thoại và laptop, cũng như là máy tính bảng hay là sạc dự phòng. Đối với cáp sạc thì Anker đã tung ra một mẫu cáp sạc USB-C to Lightning dành cho iPhone và một mẫu cáp sạc USB-C to USB-C cho iPad và MacBook. Theo công ty thì cả hai sợi cáp này đều có độ bền cao, trải qua các thử nghiệm khắc nghiệt lên đến 12.000 lần uốn cong. Nếu bạn muốn sử dụng sạc không dây thì đế sạc MagSafe của Anker cũng hỗ trợ sạc tối đa là 15W cho iPhone mới và sạc không dây chuẩn Qi cho các mẫu iPhone cũ hơn và các thiết bị khác như AirPods Pro. Sản phẩm được làm từ hợp kim nhôm, do đó nó có khả năng tản nhiệt tốt hơn mặc dù được làm khá mỏng. Đế sạc MagSafe của Anker có thể sạc iPhone 12 từ 0% lên tới 50% trong vòng 1 giờ. Ngoài cáp sạc Lightning, tất cả các phụ kiện còn lại bao gồm củ sạc và cáp sạc USB-C, to USB-C đều tương thích với các thiết bị không phải của Apple. Vì công nghệ sạc nhanh PowerIQ của Anker hỗ trợ cả USB Power Delivery và Quick Charge. Về thiết kế, BlackShark V2 Pro có ngoại hình từ một khuôn đúc ra với BlackShark V2, chỉ có điều là phiên bản Pro hoạt động không cần dây nối. Nhận biết rõ ràng nhất mà bất cứ game thủ nào cũng có thể phát hiện là logo và dây nối giữa hai driver và headband tai nghe trên bản Chrome màu xám. Còn trên BlackShark V2, những chi tiết này có màu xanh lá đặc trưng của Razer. Các phím điều khiển nằm toàn bộ trên cụm tay bên trái, bao gồm công tắc bật tai nghe, tắt mic, núm điều chỉnh âm lượng. Ngoài ra còn có hai cổng 3.5mm dành cho mic tháo rời và dây tai nghe kết nối với các thiết bị có ngõ ra là 3.5mm khác. Khi khởi động tai nghe, một đèn LED báo phía trên cổng micro USB sẽ sáng. Phần headband trên BlackShark V2 Pro kết nối với hai driver nhờ hai thanh chống kim loại chữ Y, cho phép lên xuống tự do để điều chỉnh độ vừa vặn giữa tai nghe và khổ đầu người sử dụng. Phần đệm tai nghe sử dụng mút hoạt tính, được bọc bằng vải thoáng khí cho cảm giác mềm mại, thoải mái không gây đau nhất khi sử dụng thời gian dài. BlackShark V2 Pro được thiết kế chuyên dụng cho trải nghiệm cùng PC, có đầu thu hình USB hoạt động với Windows 10 một cách hoàn hảo. Sử dụng bộ thu và phần mềm Razer Synapse cho phép xử lý TSX Spatial Audio, âm thanh vòm giả lập 7.1 tương tự như trên BlackShark V2 hoặc là tai nghe có sẵn hoặc là bất kỳ tai nghe nào có ứng dụng THX Spatial Audio của Razer. Nếu như vào khoảng những năm 2018 trở về trước thì Razer thường bị gắn mác là tai nghe đặt game với việc nhồi nhiều bass vào trong sản phẩm, thì thời gian gần đây chất lượng âm thanh của hãng đã có nhiều cải tiến rõ rệt. Thử nghiệm nghe nhạc, BlackShark V2 Pro đã làm rất tốt trong việc cân bằng âm bass để dải âm này không lấn lướt những dải âm khác. Bass được xử lý tốt khiến những đoạn âm trầm, đập có lực nhưng không bị méo tiếng dù ở âm lượng tối đa. Đối với game, BlackShark V2 Pro đã chứng tỏ khả năng tái tạo âm thanh chiến trường thượng thừa với TSX Spatial Audio. Những vụ nổ tách bạch truyền rõ hướng nhờ khả năng mô phỏng 7.1 khiến mọi thứ trở nên sinh động hơn. Tiếng bước chân của binh lính hay tiếng gầm rú của kẻ địch, tiếng nạp đạn từ vũ khí đều khiến game thủ hài lòng. Có thể nói, Razer BlackShark V2 Pro là một tai nghe không dây tuyệt vời dựa trên một tai nghe có dây xuất sắc, mang tất cả những ưu điểm trên BlackShark V2 như hiệu suất âm thanh mạnh mẽ, micro cực kỳ rõ ràng và TSX Spatial Audio cùng với kết nối không dây khiến Razer BlackShark V2 Pro chắc chắn nên có một chỗ cho danh sách mua sắm gaming gear thời gian tới. Tuy nhiên, mức giá lên tới hơn 5 triệu đồng sẽ khiến nhiều game thủ cần cân nhắc trước khi móc hầu bao cho chú tai nghe xuất sắc này. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Gen Tech ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Gen nhé.